Anh là ở, có phải Cần Thơ không nhỉ? Anh ở Cần Ở Thơ. thành phố nhỉ? Ở thành phố luôn. À, ô thế sao hôm trước anh lại biết bên em để liên hệ? Thì cũng mới là vào báo cáo nộp thuế. À Thì theo cái trang web của anh nó hiện lên thì anh vào thôi. à, thế à, nhiều bạn cũng biết Thì em, bên em từ Facebook với YouTube ấy, nhưng anh thì lại qua bài viết à? không, anh trên báo cáo thuế thì anh nhìn thấy cái trang web em ấy, thì anh vào thì cũng nhắn tin thôi. Bởi vì thật sự anh cũng cũng hồi trước anh cũng thấy có một số cái trung tâm Dạ. mà anh hỏi là thế giờ có người anh ở Cần Thơ có người xuống gọi là mình kèm cặp khoảng mấy À ngày gì đấy à được không, mà không thấy trả lời. à. Thực ra anh bảo người ta xuống chỗ mình kèm thì nó cũng hơi Thì bất hơi tiện cho cả khó. hai bên. Thì anh lúc đấy anh cũng chưa nghĩ là có cái online này thì tiện quá, không cần Online phải. tiện mà. Vâng, bọn em chủ yếu toàn đào tạo cho người đi làm ấy. Nên là họ cũng không có thời gian nhiều, toàn họ online là chính. Thế lại như thế này thì vướng mắc gì mình hỏi nó dễ anh nhở? Đúng rồi, Chứ đúng không rồi. không Có cái không phải chờ Ultra đợi. nó rất là hay, Vâng. rất là tiện. Đúng rồi, Ultra với TeamView nó cũng như nhau, tương tự nhau. Vâng. Đây trong máy anh cài cả hai cái. À thế à? Vâng, nhưng mà dùng Ultra thì nó tốt hơn, mình rất Cũng được. cái kiểu này, cái thao tác của nó nhanh hơn ấy. Nhiều người cứ bảo là học qua Zoom nhưng mà qua Zoom thực ra không hiệu quả. Bởi vì qua Zoom thì chủ yếu là học để ghi chép thôi, còn đây mình làm Chứ thực hành. hôm nay em lại livestream bán hàng hay Không. là Em livestream chia sẻ về kinh nghiệm liên quan đến kế toán và giải đáp những cái thắc mắc cho những ai cần ấy mà họ hỏi ở dưới cái bình luận của buổi livestream ấy. Vâng, thì bọn em cứ thứ ba và thứ sáu mà là livestream của Kế toán Việt Hưng, livestream trên fanpage luôn. Vâng, để lát nữa cho anh cái link, nếu mà anh có hỏi cái gì thì anh vào đấy anh hỏi cũng được. Thế là một mình em rồi sẽ rất nhiều khách hàng vào để livestream để đặt câu hỏi luôn đúng Dạ, đúng rồi ạ. không? À, cũng nhiều người vào đặt câu hỏi mà cũng toàn những người không phải là học viên đâu. Người ta cứ kiểu khách tham gia trong các hội nhóm liên quan đến kế toán ấy. Đấy, xong rồi người ta thấy Cũng livestream của mình thì họ vào họ xem. bây giờ còn một cái này nữa này, thì anh hỏi này, trong cái hóa đơn mà mình xuất cho thuê ấy, Dạ. thì cái mục mục một là cho thuê dần nêm 1 mét từ ngày này ngày kia, Đúng rồi. mục hai là phí vận chuyển một chiều, nghĩa là anh lại đưa cái vận chuyển vào trong cùng hóa đơn này, thì là bây giờ cái hóa đơn như này thì mình xử lý thế nào? À, cũng cùng một cái hóa đơn 150 này đúng không ạ? Không, hóa đơn khác, bây giờ là À, cứ ví dụ hóa như đơn là nó khác. là một cái hóa đơn này đi. Thì ở bên dưới anh tạo thêm một cái là cước vận chuyển. Nó cũng nằm trong cái dịch vụ đúng không? Đúng Thì rồi. nó Và anh cũng tạo cái dịch vụ là dịch vụ cước vận chuyển. Nó cũng giống như là mình tạo cái dịch được. vụ kia Chờ thôi. anh tí, chờ anh tí để anh tự anh làm một cái khác đi, làm cái đang 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 có này đi. Giờ bán Vâng. hàng nha. Vâng. Bán hàng, chứng Chứng từ từ bán bán hàng hàng bình này. thường. Rồi bây giờ con đang bỏ rồi này. Cũng là không kiêm phiếu xuất kho bỏ qua. Đúng rồi, Đúng rồi. khách hàng thì cũng là kim đỉnh có rồi thì chọn kim Anh chỉ đỉnh. đánh tên nó vào đấy là được. Anh cứ đánh hẳn tên đi. Kim đỉnh. Kim đỉnh, anh đánh kim đỉnh vào đấy. Cứ đánh hẳn tên có dấu bình thường. Đấy, đúng rồi đấy. Ok. Rồi, ngày là ngày mùng 4 tháng 1. Ok. Đi hàng tiền cái đầu tiên thì vẫn cái dằn nên hồi nãy cái dằn kia là dằn 1,2 m, dằn này dằn 1 m, thì mình trong hóa đơn nó có ghi rõ là 1,2 m hoặc một Thôi mét anh cứ ghi bây chung là giờ rằng là được. là dằn nên là được Vâng, đúng không? đúng được. Thì Nó chả chênh nhau nó giá mấy đâu mà. đơn giá cái kia là 4.800, cái này là 4.000 ấy, thì Vâng, không chênh nhau có mấy đâu, không sao đâu. thế vẫn để chung một cái nhé, cho Một cái cái 4.000, một cái dằn. 400 thì mới sợ. Vâng. Rồi ok, tên hàng enter cái này nó cho tôi dần lên rồi kêu 131, cái này là phải chọn lại nó một Vâng. 5113. rồi đơn vị không có này, số lượng nó là 3.150, đơn giá nó là 4.000 này.
Thành tiền 12 triệu 600 là đúng rồi nè. Thuế 10% nè. Rồi, thống kê công trình nè. Còn cái dòng nêm nè. Là thôi, mình xong rồi đúng không? Nhắc hết rồi, giờ đến thứ hai nè. Tạo một cái này. À, dịch Dịch vụ vụ vận chuyển. vận chuyển đúng Vâng. vận chuyển này Vâng. anh là dân kỹ thuật bây giờ đi học nghiệp vụ Nhưng kế toán mà dần dần anh cũng hiểu mà. xong cái này rồi dịch vụ vận chuyển cái bên công trình thì bỏ đi hả? Ở trước thằng nãy đó lẽ mình Đâu, khai chỗ bên nào? hàng khai bên À, cái hàng bên công tiền chứ. trình kia gì? À, cái này Anh điền bên hàm là tiền trước cũng là 113. doanh thu cung cấp dịch vụ cũng 5113 Vâng. nè. Rồi cái đơn giá bỏ đơn giá đi thành tiền luôn nhé là Ờ, 2 đúng triệu rồi. 700 Sang thuế, chọn thuế xuất. nè. Thế còn cái thống kê này thì công trình này bỏ đi hả? Có chứ, thống kê anh tạo một mã là dịch vụ. Cũng dịch vụ vận chuyển đấy. Dịch vụ vận chuyển Vâng. con nhà ghi hai tên nó bây giờ tổng tiền 16.830 đúng rồi giá Rồi, đúng rồi thì anh nhìn lại số hóa một đơn. năm 30 rồi giờ đơn xong có đơn một vải tự nhảy bốn con không một con chín bốn con một đúng rồi thì thế thôi đúng không? Vâng, thì thế thôi. À, Giọng anh nhấn cất là còn được. nãy giờ anh chưa ghi không biết là sợ ngày mai anh không nhớ gì đâu. Dịch vụ tình trạng anh tra tên tổng đêm cách rồi ok tạo mã công trình rồi à, tương tự nếu có trình ok thế thôi nói gì đâu nhỉ Vâng, đó. thì thế thôi. À, hóa đơn cho thuê thế à, còn hóa đơn bán thì được rồi này hóa đơn cho thuê rồi giờ còn cái gói dịch vụ ăn uống nữa à, Cái đấy thì chắc là thức để bữa uống sau đây. cái sau hả Vâng, bởi vì cái dịch vụ ăn uống đấy nó còn phải chế biến nhiều thứ lắm. à, ăn uống thì à, nó chỉ ghi là ăn uống không Vâng, mình phải ừ. chế bảng kê cơ. Thích uống ông giờ cái thằng này ngày mai em tự em chia ra chia cho biết chia nào cái hôm nọ mình xuất thì thật sự mà nói hôm này là khách hàng nhưng mà nó cũng không phải là mua của mình nhưng mà Vâng. để nó hợp thức hóa chi phí của nó thôi Vâng, thì nó đúng cần rồi. cái số tiền là nó ghi cái tên và số tiền Rồi. kia Em hiểu. ừ. Cái đấy anh để em hướng dẫn sau đi. Anh cứ làm Dạ cái bán hàng nốt cho em nhé. Xong rồi rồi buổi ok sau em hướng dẫn cho anh tiếp về cái bán hàng của bên ừ nhà hàng. Bên nhà dạ hàng ok mua vào anh có mua được cái gì không nhỉ? không có cái gì hết em ạ Ôi trời ơi, không có cái gì không hết hả? hôm nọ anh có mấy cái hóa đơn đó, em bảo là không dùng được anh hủy hết rồi À đương nhiên rồi, nó phải là hóa đơn hợp lý hợp lệ. này toàn Hóa là đơn kem đỏ với mang bánh tên của công ty. không hóa đơn đỏ đàng hoàng như ý là nó toàn là kem với lại cái gì À à ừ, những cái đấy thì nó không phục vụ cho nhà hàng ăn uống. thì đấy Ừ. thế bây giờ thế Thì thì mình sẽ bây phải giờ làm thế các bảng kê khác thôi. Thì lúc đấy em hướng dẫn anh sau vậy. chứ còn ví dụ mình xin các cái phiếu bán lẻ ví dụ như rau rồi À, cái đấy thì gạo em vững tự hướng dẫn được, không cần phải xin đâu. Cái đấy em hướng dẫn à anh lập bảng kê, không cần phải xin gì ạ. rồi ok Vâng. ok thế được rồi Vâng. thế tạm thời hôm nay thế rồi Dạ. anh tự anh tạo mấy cái Dạ kế vâng, à, anh làm nốt cái bán hàng bên sản xuất này cho em nhé. ok ừ, rồi Ok anh. ok rồi Dạ vâng, thế rồi anh ngủ nghỉ ngon đi. nha cảm ơn Vâng, ừ em chào anh nhá. ừ cảm ơn